Chào các bạn và các em, chào mừng tất cả bạn và các em đã quay trở lại với luyện sáng sớm luyện não. Và hôm nay thầy trò chúng ta cùng chiến đấu với nhau để thực chiến 8 cộng. Nha, hôm nay thầy trò chúng ta cùng chiến đấu với nhau để thực chiến 8 cộng. Và hôm nay là chúng ta sẽ chiến đấu đề số 07. Đề số 07 nhá. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là buổi học free. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều. Cùng chiến đấu nhá. Hello. Các em ơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Chiến đấu nhá. Thực chiến 8 cộng đề số 07. Câu số 1. Trong dung dịch nào sau đây? Trong dung dịch ion nào sau đây? Oxy hóa được kim loại Fe. Nào. Anh nào mà oxy hóa được kim loại Fe? C2 cộng không được. Đúng không? Thì mình rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể comment đáp án thật nhanh. Thì chào Phạm Phương Linh nhá. Al3 cộng không được. Đúng chưa? Chỉ có Cu2 cộng thì nó cộng được với Fe để nó tạo thành Cu cộng Fe2 cộng mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu số 2. Câu số 2. Thành phần chính của đá vôi là canxi carbonat. Thành phần chính của đá vôi là canxi carbonat. Vậy công thức của canxi carbonat là cái này dễ quá nhỉ. Công thức của canxi carbonat đó là CaCO3. Đúng không? Rất dễ. Câu số 3. Số nhóm amino trong phân tử lysine. Trong lysine của chúng ta thì có bao nhiêu nhóm amino? Thì lysine ấy, là nó có hai nhóm NH2. Đúng chưa? Vậy sẽ có hai nhóm. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em ạ. Rất tốt. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn và các em đã chọn câu 3 đáp án C nhá. Chiến đấu nào, câu số 4. Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng của tinh cứng vĩnh cửu? Chất nào sau đây làm mềm được nước có tinh cứng vĩnh cửu? Thế thì mình có thằng NH2CO3 làm mềm mọi lại nước cứng. Đúng không? Đáp án đúng là đáp án B, câu 5. X là kim loại cứng nhất có thể cắt được thủy tinh. Nó là crude. CR. Các em ạ, chào mừng tất cả bạn và các em đã đến với luyện não sáng sớm 5 giờ 15 phút sáng sớm. Và ngày hôm nay là ngày thứ 29. Và thầy Minh đã dậy sớm liên tục và chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em. Thầy Minh muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn và các em. Tới tất cả các bạn đã dậy luyện não sáng sớm cùng với thầy Minh. Tới tất cả các bạn và các em đã ủng hộ thầy Minh liên tục trong 29 ngày vừa qua. Và thầy Minh có một lời hứa rằng là chắc chắn thầy Minh sẽ ở sát cánh cùng với tất cả các bạn và các em từ hôm nay cho đến hôm chúng ta thi. Và thay như một cái lời cảm ơn, một lời tri ân của thầy Minh gửi tới cho tất cả các bạn và các em, thì tối nay vào lúc 20:30 ở ngay trên fanpage của thầy Minh, thầy Minh Mia Liên Hóa Học, thầy Minh sẽ gửi tặng đến cho tất cả bạn và các em một món quà cực kỳ đặc biệt. Các bạn và các em nhớ đón hóng chờ nhá. Nhớ là đặt follow xem trước fanpage của thầy Minh để không bỏ lỡ món quà đặc biệt này mà thầy Minh dành tặng cho tất cả các bạn và các em nhá. Câu số 6. Chất nào sau đây không thể oxy hóa được Fe thành Fe3 cộng? Không thể nhá. HNO3 là có. Cl2 được, H2O4 đặc được. Vậy không thể là F. S là không thể tác dụng với Fe để tạo thành Fe3 cộng được. Mà S tác dụng với Fe nó chỉ tạo thành Fe2. Là Fe2 cộng mà thôi. Câu 7 ạ. Kim loại nào sau đây thì được điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Thế thì thủy luyện ấy, thì để điều chế cho các anh kim loại trung bình, tính khử trung bình yếu. Đúng không? Ba không được, tác dụng với nước luôn. K không được, Na không được. Thủy luyện nó là C, Ag. Câu 8. Chất khí X. Câu 8 ạ. Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính, tham gia quá trình tinh bột, quá trình quang hợp thì nó là gì? CO2. Rất dễ. Câu 9. Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al2O3? Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với Al2O3? Lưu ý nha, đều tác dụng được với Al2O3. Thì mình có ý A bỏ KNO3, ý B bỏ N2S4, ý C bỏ NaOH. Đáp án đúng chúng ta đáp án D,
cả HCl và cả NaOH thì đều tác dụng được với Al2O3. Ôi, lại còn có cả bạn có nên top top là người đẹp nhiễm phóng xạ nữa. Thế này thật. Câu 10. Trộn bột kim loại với bột oxit của sắt được gọi là hỗn hợp termit với bột oxit của sắt là Fe2O3 thì bột kim loại X này đó là Al. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để giải hạn đường ray tàu hỏa, kim loại X là chính đáp án chính xác chúng ta đó là đáp án B, bỏ nhá. Câu 10, đáp án B, bỏ các em ạ. Comment thật nhanh nhá. Đừng sợ một lần sai, nếu mà sai ấy, thì một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần chúng ta sẽ nhớ được cả đời các em ạ. Nhá. Cố gắng phấn đấu, chiến đấu để chiến thắng. Thầy mình sẽ mãi ở bên cạnh tất cả các bạn và các em, sát cánh chiến đấu đến những ngày cuối cùng. Câu số 11. Ở điều kiện thường thì kim loại nào sau đây không phản ứng với nước? Không phản ứng với nước là beri. Beri là không phản ứng với nước ở mọi điều kiện. 12. Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với Fe2O3? Thế thì NaHNO3 là có, H24 có, HCl có. Vậy không thì nó chỉ có thể là NaOH. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. 13. Vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polymer thiên nhiên? Đúng rồi, sáng nào thầy cũng like nhá, sắp thành út cờ. Sáng nào cũng like từ 5 giờ 15 phút sáng. Vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polymer thiên nhiên? Vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polymer thiên nhiên? Thì nó là gì ạ? Được tạo nhé, được chế tạo nhé. Ni lông không phải. Được chưa? Thủy tinh hữu cơ không? Cao su buna cũng không, chỉ có len lông cừu thôi. Len lông cừu là chế tạo từ polymer thiên nhiên, từ lông con cừu, đúng không? Quá dễ. Câu 14 ạ. Benzin acetat thì có mùi thơm của gì? Bây giờ hỏi đến kiến thức học thuộc này. Benzin acetat thì có mùi thơm của gì? Nhiều bạn quên rồi đấy. Của gì các em nhỉ? Câu 14. À đấy, các bạn comment rất là nhanh. Chính xác. 14 đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Mùi thơm của gì? Của hoa nhài các em nhé. Đáp án chính xác là đáp án C. Đáp án chính xác là đáp án C. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C nhé. Thế mình tuyên dương bạn Ngỗ Nguyên Vĩ. Đấy, tuyên dương bạn người đẹp phóng xạ, nhiễm phóng xạ. Comment rất chính xác. Câu 15. Amin nào sau đây amin bậc 3? Thì mọi anh là amin bậc 3 nó sẽ có dạng là R1, N, R2, R3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? CH3, 3 lần N. Đây là anh amin bậc 3. Tiếc chưa đấy, đọc nhầm cũng là một năng lực. 16 ạ. Carbohydrate không chứa nguyên tố. Carbohydrate không chứa nguyên tố. Thì carbohydrate thì chứa C, có H, có O. Vậy nó sẽ không chứa nitơ. Vì vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Rất ấm áp. 17 ạ. Anhydride formic thì có công thức là gì ạ? 17 nào. Anhydride formic thì có công thức là gì ạ? Phải thật nhanh các em ạ. Anhydride formic ạ. HCSO đúng không? Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D, HCSO. Câu 18 ạ. Câu 18 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Lâu nay không rảnh chơi phẩy. Đúng không? Lâu nay không rảnh chơi FIFA. Kim loại kiềm B, cả. Rất dễ dàng. Câu 19. Câu 19 ạ. Chất nào sau đây không phải là axit béo? Thì axit béo là axit oleic, stearic, palmitic. Không phải thì nó là gì? A, axit glutamic. 20. Cho thanh kim loại ZN vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học? Thì nó sẽ nhúng vào dung dịch COSO4 là nó sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa. Lý do ZN cộng với lại CO2 cộng tạo thành ZN2 cộng cộng với CU. Ta sẽ có trên bề mặt thanh ZN bám vào kim loại CU, hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly nên xảy ra ăn mòn hiện tượng ăn mòn điện hóa học. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. 20 là đáp án A nhá. Các em ạ, luyện não sáng sớm của thầy Minh và các em đến ngày hôm nay là ngày thứ 29 rồi. Thầy Minh nghĩ rằng là không có nhiều bạn nghĩ rằng là các bạn ấy có thể dậy sớm liên tục cùng với thầy Minh chiến đấu để cho đến ngày hôm nay đâu. Và cái việc mà các em có vé đáp án liên tục cũng như là các việc mà các bạn chia sẻ lại buổi học này, đấy là một cái nguồn động lực không hề nhỏ để thầy Minh có thể chiến đấu lại liên tục cùng với tất cả các bạn và các em cho đến ngày hôm nay là ngày thứ 29. Ngày mai là ngày thứ 30. Và tối nay thì mình sẽ có một món quà đặc biệt trên fanpage thầy Minh Mia Liên Hóa Học dành tặng cho tất cả các bạn và các em.
Các bạn nhớ chú ý theo dõi nhá. 21 ạ. Este này thì được điều chế từ ancol metilic và acid propionic. Ancol metilic và acid propionic. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án chính xác chúng ta đáp án D. Câu 22 ạ. Hai đáp án gì các em? Hai các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch chất nào sau đây vào ống nghiệm đựng dịch AlCl3 thu được kết tủa keo trắng. Nó chỉ có thể là gì ạ? NH3. NH3 có tính bazơ cung cấp ion OH trừ. Nhá. Câu 23, nhôm oxit, công thức của nhôm oxit Al2O3. B. 24. Kim loại nhôm không tan được trong dịch nào sau đây? Kim loại nhôm không tan được trong dịch nào sau đây? Hello Hồng Phương. Kim loại nhôm không tan. Nó tan trong nào mắt? Nó tan trong HCl. Nó tan trong Ba một lần. Vậy không tan trong BaCl2. 25. Dung dịch NaOH vào dung dịch chất X thu được kết tủa màu nâu đỏ. Vào dung dịch chất X và thu được kết tủa màu nâu đỏ. Vậy thì suy ra chất X nó chỉ có thể là FeCl3, do bản chất là xảy ra phản ứng ion electron OH trừ cộng Fe3 cộng thì tạo thành FeOH 3 lần, kết tủa màu nâu đỏ các em nhé. Rất dễ. 26 ạ. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? 26 ạ. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Nó là gì ạ? Cellulose. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Bò. Cellulose. 27 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? 27 nào? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phải thật nhanh các em ạ. Phải thật nhanh. Comment đáp án thật nhanh để mình coi nè. Phát biểu nào sau đây đúng? Dung dịch xác của phản ứng trắng bạc sai. Tinh bột và sen đồng phân nhau sai. Xác của polysaccharide là sai. Glucose thuộc chất hợp chất hữu cơ tạp chức là đúng. Tại vì là nó đồng thời cả có nhóm chức OH và cả có nhóm chức CHO các em ạ. Nên nó là tạp chức. Đáp án chính xác là đáp án D các em nhá. Rất tốt. Hello, xin chào tất cả bạn và các bạn em mà đã và đang theo dõi buổi học của thầy mình trên Tọc Tọc. Đấy. Chào mừng tất cả bạn và các em đã đến với thầy Minh Berlin hóa học. Và sáng hôm nay thầy cho chúng ta cùng chiến đấu từ 5 giờ 15 phút sáng và ngày hôm nay ngày thứ 29 rồi. Bạn nào mà chưa follow thầy Minh thì nhấn vào nút follow nhá để không bỏ lỡ tất cả các like của thầy Minh. 28 ạ, chất oxit nào sau đây là oxit axit? Thì nó là C, CrO3. 29 ạ. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm? Nào, kim loại nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm? Phải thật nhanh. Kim loại nào? K đúng không ạ? K tác dụng với nước tạo thành KOH dung dịch kiềm. 30. Phát biểu nào sau đây là đúng? Nào. 30. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Hello Thu Linh. Chào Thúy Kiều nhá. Chào Yến Linh, chào Phương Phong. Phương Phong con bà, tên hay thật. Phát biểu đúng ạ. Trùng ngưng butan 1,3 DN sai, butan 1,3 DN nó là trùng hợp. Đồng trùng hợp butan 1,3 DN và acronitrin thu được polymer dùng để sản xuất cao su buna. Cái này đúng là B. Trùng ngưng butan 1,3 DN không trùng ngưng được. Trùng hợp butan 1,3 DN và lưu huỳnh là sai. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu 30, đáp án chính xác là đáp án B, bỏ các em nha. 31. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất bộ đội Việt Nam? Nó là kim loại bạc. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, kim loại bạc nha. 32. 32. Phải thật nhanh đâu các em. 32 đáp án gì ạ? 32 đáp án gì ạ? Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X. À, amin đơn chức CX, HI, N. Thu được H2O, CO2. Được chưa? Mình nhìn thấy số mol H2O lớn hơn số mol CO2 không? Giả sử nó là no thì mình sẽ có là NH2O trừ NCO2 chia cho 1,5 thì bằng N-amin. Vậy ta sẽ có, máy tính thể mình được rồi. Nào, vậy ta sẽ có. Được rồi nào. H2O là 2,1 trừ đi CO2 là 1,2 chia cho 1,5
bằng 0,6 ạ. Chia 1,5 bởi vì nó là amino đơn chức. À, vậy không được rồi. Vậy nhìn này biết ngay là chưa ổn rồi. Vậy giờ mình phải chuyển bài các em ạ. Vậy giờ mình phải chuyển bài. Đấy, chưa ổn, bây giờ mình phải chuyển bài. Mình sẽ lấy là gì ạ? NC chia NH. Được chưa? Thì bằng này, NC là 1,2 chia NH là 2,1 nhân 2 là 4,2. 1,2 chia 4,2 thì cùng chia cho 1,2 chia 4,2 ạ. 12 chia 42. Đúng không ạ? Cùng chia cho 2 thì là bằng 6 chia 21. Đúng không? Cùng chia cho 3 thì bằng 2 chia 7. Bạn thấy chưa? Vậy ạ. Vậy ta có là gì ạ? C2H7. Đúng không em? C2H7 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. C2H7. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 3 bạn. Lên men 180g glucose. 1 glu. Nào, lên men 180g glucose. 1 glu thì cho mình hai thằng C2H5OH. Được chưa? Thì ở đây hiệu suất là 50%, 0,5. Số mol glu 180 chia 180 bằng 1. 1 nhân 2 bằng 2. Thuận thì nhân hiệu suất là nhân 0,5. 2 nhân 0,5 thì bằng 1. 1 mà nhân với lại 46 thì bằng 46. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Câu 3 đáp án A rất dễ. Câu 34. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxy hóa khử. Nào các bạn chọn cho thầy em nào. Câu 34 đáp án chính xác là đáp án gì ạ? Số phản ứng mà thuộc loại phản ứng oxy hóa khử. Lưu ý với thầy Bình nhá. Oxy hóa khử là có sự thay đổi số oxy hóa. Đúng không? Nó sẽ phải có sự thay đổi của Fe dương 2 lên số oxy hóa cao nhất, Fe dương 3 lên được. Fe dương 8 phần 3 cũng lên. Fe dương 3 không thay đổi số oxy hóa. Fe dương 2 này lên, vậy mình sẽ có 3 chất, đúng không ạ? Ta có 3 chất, vì vậy nên câu 34 đáp án đúng với chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 35. Phải thật nhanh các em ạ. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi, cùng ở bên cạnh thầy Minh chiến đấu 29 ngày vừa qua cho đến ngày hôm nay. Sáng nào cũng tặng chiến đấu từ 5 giờ 15 phút sáng. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Cái việc mà các em comment đáp án nhiệt tình thì đấy là một cái nguồn động lực không hề nhẹ để thầy Minh có thể liên tục chiến đấu cùng các em cho đến ngày hôm nay. Câu 35. Công thức của natri hydroxit CNaOH. 36. Ở nhiệt độ thường, dung dịch BaHCO3 lần loãng tác dụng với dung dịch chất X thu được kết tủa màu trắng. Chất X là BaHCO3 là 2 lần loãng tác dụng với dung dịch chất X để thu được kết tủa màu trắng. Được chưa? Vậy chất X là nào? Chất X là gì ạ? Na2CO3. Do Ba2 cộng với lại CO32 trừ thì tạo thành BaCO3. Kèm nhé. Có phải làm trước mà em? Thế áp lên mà. BaCO3 chất kết tủa. Ok nhá. 37 ạ. Phải thật nhanh. Phải thật nhanh kìa. 37 đáp án gì ạ? Trong tự nhiên canxi sunfat tồn tại dạng muối ngậm nước. Thạch cao sống, công thức của thạch cao sống là A. À, còn anh này thạch cao nung nhá. Được chưa? Câu 38. Câu 38. Chất nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất tơ visco? Thầy nhắc lại cho bạn nhớ nha, tơ visco là cellulose nhúng vào dung dịch CS2. Nên nguyên liệu để sản xuất tơ visco đó là cellulose. Rất dễ thôi. Câu 39. Chất nào sau đây là ancol? Câu 39. Chất nào sau đây là ancol? 39. Chất nào sau đây là ancol? Ancol là chất nào? Dễ quá, ancol là nhóm chất đặc trưng, chúng ta là nhóm chất OH. Đáp án chính xác là đáp án C. Rất dễ dàng. Câu 40. Cho 4 dung dịch sau. Câu 40. Cho 4 dung dịch sau, số dung dịch tác dụng với lượng dư BaOH lần thu được kết tủa. Chú ý nha.
số dung dịch tác dụng với lượng dư Ba bao nhiêu lần thu được kết tủa. Na2CO3 là 1 do CO3 trừ tác dụng Ba2 cộng tạo thành kết tủa BaCO3. NaCl0, KS4 là 2 do S4 2 trừ tác dụng Ba2 cộng tạo thành kết tủa BaS4. HCl có tác dụng nhưng không thu được kết tủa. Vậy chúng ta chỉ có hai anh mà thôi. Được chưa? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Thầy chẳng biết bao nhiêu câu. Mình mới làm được một nửa thôi. Ra nửa thôi các em ạ. Chiến còn lâu. Hôm nay chiến còn khuya. Chiến đấu hết mình đi các em. Thầy cũng chẳng biết bao nhiêu câu. Chiến đến bao giờ hết thì nghỉ. 41. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl? Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl? Anh Đức Anh, trợ lý của thầy. Anh ấy giao thầy sáng nào dạy chữa. Anh ấy cắt bao nhiêu thì phải chữa bấy nhiêu. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl? KCl. Đáp án đúng là đáp án C. 42. 42. 42. Cho các tơ sau, số tơ thuộc loại polyamide. Tơ polyamide là cái tơ mà nó phải có dạng là NH CO. Nên là cái tơ cellulose acetate là 0. À rồi, thầy cảm ơn Cấn Trang. Bạn Cấn Trang bạn bảo là có 64 câu. Tơ cellulose acetate là không có NHCO nhá. Nylon 6 là có. Nitron là không có. Visco là cellulose nhúng và CS2 là không có. Nylon 66 là có NHCO. Vậy mình sẽ có hai anh là polyamide. Nên đáp án chính xác của chúng ta, câu 42 là đáp án A các em nhá. Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Bình bằng cách comment đáp án rất là nhiệt tình. Hỗn hợp gồm có Al và Na. Tỷ lệ là 2:1. Cháu này là A, cháu này là 2A. Vào nước dư thì ta thu được khí là khí H2. Số mol H2 bằng 0,2. Đấy, thì chắc chắn Na tác dụng với nước tạo thành NaOH, NaOH cộng với Al tạo thành Na, AlO2. Anh này là A mol Na thì số mol Al cũng sẽ là A mol. Vậy ta sẽ có Al chia thành hai loại. Một loại là Al phản ứng là amon, đúng không? Đây này. Và Al dư cũng là amon. Được không ạ? Thế mình sẽ có là Al dư. Thế thì H2 này sinh ra là gồm có H2 do Na sinh ra. Số mol Na của chúng ta là bằng amon, vậy số mol H2 là 0,5A. Và số mol H2 do Al sinh ra. Số mol Al là A, vậy số mol H2 do Al sinh ra là 1,5A. Vậy ta sẽ có là 0,2 bằng 2A. Vậy suy ra A chúng ta bằng 0,1. Vậy 2A thì bằng 0,2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng là bằng 0,1 x 23 cộng 0,2 x 27. Kết quả bằng 7,7 gram các em ạ. 7,7 gram. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B nha. Rất dễ dàng. Đáp án chính xác là đáp án B. Câu 44 đó. 2/3 quãng đường. 44 rồi. Dung dịch chất nào sau đây có pH lớn hơn 7 các em? Dung dịch chất nào sau đây có pH lớn hơn 7? Phải thật nhanh ạ. Lớn hơn 7 là dung dịch có môi trường kiềm đúng không? Vậy nó là gì? NaOH. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. 45. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 45. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình dạy chiến đấu cùng với thầy Minh vào lúc 5:15 sáng 29 ngày liên tục. Và ngày mai là ngày thứ ba mọi người. Rất kinh khủng. Câu 45. Phát biểu nào sau đây là đúng? Amylose cấu trúc mạch phân nhánh là sai. Không phân nhánh. Oxy hóa glucose bằng dịch AgNO3 thu được amoni gluconat đúng. Thủy phân xác trong môi trường kiềm là sai. Xác không thủy phân trong môi trường kiềm. Xe tan tốt trong nước cũng sai. Đáp án đúng là đáp án B. B bỏ. Đấy chứ ạ. 46 ạ. Hydro hóa hoàn toàn 0,2 mol triolin. Nào. Hydro hóa hoàn toàn 0,2 mol triolin C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 cộng H2. Các bạn lưu ý ạ, trong cái C17H33 này thì nó có một nối đôi CC, nhưng mà ở đây là 3 gốc nên nó sẽ có 3 nối đôi CC. Và nó có 3 nối đôi CC thì chắc chắn là sẽ ăn 3H2. Được chưa? Số mol là 0,2 thì số mol H2 chúng ta sẽ là 0,6. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D.
Câu 47. Thủy phân hoàn toàn 36,5 gram dipeptide bạch hở gly ala. Chúng ta phải tìm được số mol của nó đã. 36,5 chia cho gly là 75, ala là 89, có một liên kết peptide là trừ đi 18 bằng 0,25 mol. Mà tác dụng với KOH, cô cạn thu được mg muối khan. Vậy muối chúng ta là gly trừ 1H cộng 1K và ala trừ 1H cộng 1K. Vậy số mol gly là 0,25, số mol ala là 0,25. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng là 0,25 nhân với mở ngoặc đơn. Phân được khối gly là 75 cộng 38. Phân được khối của ala là 89 cộng 38 bằng 60. Kết quả chúng ta là đáp án A, 60 các em nhé. Đáp án A. Rất tốt, rất nhanh, rất nguy hiểm. Các bạn hãy chú ý là cái kỹ thuật giải của thầy mình cực kỳ xịn. Hello Phạm Minh Phương. Phạm Minh Phương, bạn Phạm Minh Phương gọi Khánh Minh thì Khánh Minh không ngủ vắt lưỡi rồi. Câu 48 á. Hòa tan Fe3O4 vào dịch H4 loãng dư. Fe3O4 thì ta sẽ thu được là Fe dương 2 và Fe dương 3. Thu được dung dịch X loãng dư nhé. Vậy X của chúng ta sẽ gồm có Fe dương 2, Fe dương 3, SO42 trừ. Và đừng quên có cả H cộng dư. Đấy, chỗ này là lừa. Chỗ này là lừa kinh khủng luôn. Dung dịch X tác dụng với AgNO3 chắc chắn có. SO42 trừ tác dụng với bạc cộng. Và Fe dương 2 tác dụng với bạc cộng. Dung dịch X không thể hòa tan Cu là sai. Fe3 cộng tác dụng được với Cu. Sai là B. NaOH dư và X thu được kết tủa là FeOH 2 lần và FeOH 3 lần để lâu trong khí. Khối lượng kết tủa tăng dần đúng. FeOH 2 lần biến thành FeOH 3 lần. X là mất màu thuốc tím là đúng, Fe2 cộng còn tính khử nên nó sẽ làm mất màu dịch thuốc tím nha. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Thầy cảm ơn bạn Đức nha. Rồi, bạn Đức vừa tặng quà thầy, cảm ơn em. Đức tặng thầy một bông hoa hồng, rất cảm ơn em. Thank you em rất nhiều. Câu 49 nào. Câu 49 ạ. 49 ạ. Thủy phân hoàn toàn este đơn chức mạch hở. Este đơn chức mạch hở RCOO R phải trong 40g dung dịch NaOH 10%. Vậy mình tìm được số mol NaOH là 40 nhân 0,1 là 4. 4 mà chia cho 40 là 0,1 mol. Thì thu được muối là RCOONa cộng CH3OH là ancol. Số mol của muối là 0,1, số mol của ancol 0,1. Đúng chưa? Sorry, R phải OH. Vậy ta sẽ tìm được phân tử khối của ancol. Nhá các em nhá. Ta sẽ tìm được phân tử khối của ancol. Phân tử khối của ancol là R/OH bằng 3,2 gam chia cho 0,1 bằng 32. 32 thì suy ra cháu nó là CH3OH. Được chưa? Tiếp theo, phân tử khối của RCONa sẽ bằng là 9,6 chia 0,1 bằng 96. Suy ra R bằng 96 trừ đi cụm này là cụm 67 thì bằng 29. 29 vậy R là C2H5. Được chưa? Vậy suy ra STA chúng ta là C2H5 COO CH3. Câu 49 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Làm gì cũng được các em ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 50. Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Câu 50. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phải thật nhanh các em nhé. Thầy Vinh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như comment đáp án này. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là một học free. Và hãy tag cho thầy Vinh tất cả các bạn vào của các em vào đây, bởi chúng ta chỉ còn có chưa đầy, chúng ta chỉ còn có hơn 10 ngày nữa là chúng ta tiến tới cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay rồi. Năm 2024. Một cái kỳ thi và hứa hẹn rất nóng. Tất cả các trường xét tuyển học bạ, điểm xét tuyển đều tặng. Đúng không ạ? Ngày hôm qua, lớp off của thầy Bình có bạn đỗ FTU nhưng vẫn đi học để cho chắc ăn hơn. Chiến đấu vì một màu cờ, chiến đấu vì điểm 10 hóa học tròn trịnh. Câu 50, phát biểu nào sau đây không đúng? Để bảo quản kim loại Na, người ta ngâm nó trong ethanol. Sai, ethanol tác dụng với Na.
dùng dung dịch HNO3 thì phân biệt được đấy, HNO3 có tác dụng FeH3O3 nhưng không sinh khí, nhưng tác dụng FeH4 thì sinh khí. Nên cái này đúng. Phèn chua được ứng dụng trong ngành thuộc gia công nghiệp giấy, đúng. Hợp chất của canxi dùng để đúc tượng bó bột khi gãy xương, đúng. Vậy ở đây mình có này, đáp án không đúng là đáp án A. Chẳng ai có thể đi bảo quản NA một cách ngâm trong cồn cả, nó sẽ tác dụng ngay lập tức nhá. 51 thì bảo toàn E thôi, mình tìm được số mol của Cu 1,6 chia 6 tử bằng 0,025. Vậy mình bảo toàn E mình sẽ có 2 lần số mol Cu thì bằng 1 lần số mol NO. Vậy nó sẽ bằng là 0,05. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C các em nhé. Phải thật nhanh, tăng tốc độ giải. Một phát ăn luôn, một phát trúng luôn, một đập ăn quạt. Phân tử khối của metinacetat CH3COOCH3, phân tử khối của nó bằng 74. Được chưa? Phân tử khối của nó bằng 74. Rất dễ. Dễ không các em? Quá dễ. 53. 53 các bạn chọn đáp án gì nào? 53 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh các em ạ. 53 các bạn chọn đáp án gì nào? 53. Các bạn cùng comment. Các bạn cùng comment đáp án để mình coi. 53 các bạn chọn đáp án gì? Khí CO, tên của CO carbon monoxide. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 54, úi dồi ôi. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết H cộng 0,03 và 100ml dung dịch Na2CO3 là 0,02. NaHCO3 cũng là 0,02. Vậy ta có là phương pháp đường thẳng tuyệt chiêu của thầy mình. H cộng cộng CO32 trừ thì nó tạo thành HCO3 trừ. H cộng là 0,03. CO32 trừ là 0,02. Đúng chưa? Vậy HCO3 trừ tính theo anh nhỏ hơn là 0,02. Vậy ta sẽ có H cộng dư. H cộng đây 0,03 phản ứng là 0,02, vậy nó còn dư là 0,01. Để tạo thành CO2 cộng H2O. Vậy CO2 sinh ra là tính theo H cộng là 0,01 do H cộng hết. 0,01 mà nhân với 2,4 thì bằng 0,224 lít. Nên đáp án chính xác câu 54 của chúng ta đó là đáp án D. Các em nhá. Đáp án chính xác câu 54 của chúng ta là đáp án D. Câu 55 ạ. Câu 55 ạ. 55 đáp án gì ạ? 55 ạ. Số nguyên tử H. Số nguyên tử H trong phân tử axit stearic ạ. Số phân tử H. Số nguyên tử H. Axit stearic C17. H35. COOH. Mình sẽ có 35 cộng 1 là 36. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 56. Số nguyên tử carbon trong phân tử ala gly. Ala có 3C. Gly thì có 2C. Vậy 3 cộng 2 là 5. Đáp án chính xác là đáp án B. Câu 57. Số mol Cu là 3,2 chia 64 là 0,5 mol. Đúng không ạ? 0,05 chứ đúng không? 0,05. Đúng không nhỉ? 3,2 chia 64. 3,2 chia 64 bằng 0,05. Chính xác. 0,05. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn E. Mình sẽ có là 2 lần số mol Cu thì bằng 2 lần số mol SO2. Mình tìm được số mol SO2 bằng 0,05. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 58 ạ. Triolin mà phản ứng vừa đủ với lại bmol H2. Triolin là C17, H33, COO tất cả 3 lần C3H5. Và một anh này thì ăn 3 anh H2. Vậy số mol của nó bằng 8,84. Chia cho 884. Số mol bằng 0,01 mol. Vậy sẽ ăn 3H2 là 0,03. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé. Câu 58, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 59 ạ. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất thì đó là liti. C. Câu 60. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? 60. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 thì nó chỉ có thể là etinamin. Etinamin. C2H5NH2. Nó là amin bậc 1. 61. 61 ạ. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam. Hỗn hợp gồm ZN, AL, MG trong oxy dư. Thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X của thầy coi gồm
ZN, AL, MG và oxy trong oxit. Khối lượng là 3,43. Thì ta sẽ tìm được số mol oxy trong oxit bằng 3,43 trừ 2,15 chia cho 16. Ok chưa? 3,43 trừ đi 2,15 bằng chia 16 bằng 0,08. 0,08. Bạn lưu ý cho thầy là một oxy trong oxit ăn 2H cộng. 0,08 nhân 2 bằng 0,16. Vậy hoàn toàn ta sẽ có 0,16 mà chia cho 0,5 bằng 0,32. Vậy V của chúng ta bằng 320 ml. Đáp án chính xác là đáp án B. Chúng ta chỉ còn 3 câu nữa thôi kìa bạn. Chúng ta đã sang phần lý thuyết đếm, một trong những phần lý thuyết khoai mà các bạn sợ nhất nhá. Các bạn cùng tính toán cùng thầy Minh nhé. Thầy đang tính là với là số mol oxy trong oxit chứ không phải số mol O2. Đây oxy trong oxit chứ không phải số mol O2 nên chia cho 16 các em nhá. Nguyên nhá. Câu 62. Bao nhiêu thí nghiệm thu được kết quả? Câu 62. Đun sôi nước cứng tạm thời nhá. À, Minh Tâm thi khoa học tự nhiên là chúc Minh Tâm thi tốt nhá. Đun sôi nước cứng tạm thời thì ta sẽ thu được CaCO3, CO2, H2O, kết tủa đấy, một cháo. Phèn chua thì mình có S42 trừ Ba2 cộng tạo nên kết tủa BaSO4, hai cháo. Sục CO2 đến dư thì mình không thu được kết tủa, nó tạo thành CaHCO3 hai lần, không thu được kết tủa. NaOH dư thì chắc chắn thu được kết tủa CaCO3, ba cháo. NH3 tới dư và Al3 cộng thì mình thu được kết tủa AlOH 3 lần, do AlOH 3 lần không tan trong NH3 dư. Vậy ở đây chúng ta sẽ có 4 phương trình thu được kết tủa nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em ạ, 4 phương trình. Rất dễ. Câu 63. Chúng ta chỉ còn 2 câu nữa. 63 đáp án gì? 63 đáp án gì? Và câu cuối cùng là một câu rất hay, một thực tế rất hay luôn. 63. Các bạn chọn 63 đáp án gì ạ? Tiến hành các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm thu được kim loại, các bạn lưu ý nhé. Số thí nghiệm thu được kim loại là bao nhiêu thí nghiệm thu được kim loại? Thầy chào No Name nhá. No Name tên là gì đây? Sao lại lâu không được học thầy? Học sinh khóa nào đây? Hello, xin chào tất cả bạn và các em. Chúng ta đang chiến đấu đến những câu cuối cùng của luyện não sáng sớm. Và chắc chắn rằng là các bạn mà theo dõi cùng thầy Minh chiến đấu cho đến bây giờ. Thầy chào Mai Danh Nam nhá. Mai Danh Nam bây giờ mới vào học. Đến những câu cuối rồi em ạ. Mg mà cộng Fe3 cộng dư thì chỉ tạo thành Mg2 cộng. Cộng Fe2 cộng thôi. Cl2 và FeCl2 thì mình thu được FeCl3. Cũng không có kim loại. H2 dư bột CuO thì thu được Cu. Đúng. Na vào COS4 dư thì không thu được kim loại. Điện phân dung dịch COS4 điện cực trơ thì chắc chắn thu được Cu. AgNO3 tác dụng với FeNO3 dư thì chắc chắn mình thu được kim loại Ag. Vậy mình sẽ có mấy ạ? 3. 3 anh nhá. Số thí nghiệm thu được kết tủa là 3 anh. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Và bây giờ thầy trò chúng ta cùng sang nhá. Và bây giờ chúng ta cùng sang thì natri tác dụng với nước mà em. 60 ạ. Nào 60 tự 64. Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Câu cuối cùng rồi. Đấy, câu 64. Thầy mình chạy KPI đã thành công. Sáng nào cũng dậy chữa đề với học sinh. 64 đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. 64 câu chốt của sáng ngày hôm nay. Nước mắm truyền thống Bla bla cho phát biểu sau. Quá trình làm nước mắm có bản chất là thủy phân protein trong cá cơm thành alpha amino acid. Đúng hay sai? Cái này sai. Do là bản chất là chiết tách protein trong cá cơm thành nước mắm nhá, sai. Để bài hỏi số phát biểu đúng. Không nhất thiết phải dùng muối ăn làm nguyên liệu để sản xuất nước mắm. Sai. Muối ăn là nguyên liệu bắt buộc để sản xuất nước mắm.
Nó vừa tạo vị mặn mà nó vừa bảo quản nước mắm không bị hỏng. Hàm lượng đạm trong nước mắm được tính theo hàm lượng nguyên tố oxy là sai. Hàm lượng đạm trong nước mắm thì lúc nào đạm cũng được tính theo phần trăm khối lượng của N. Ý 4. Than củi sạch có tác dụng hấp phụ hết các tạp chất bụi bẩn có trong nước mắm. Cái này đúng này. Mới có một cái đúng thôi. Khoai nhỉ. Chai nước mắm sử dụng lâu ngày có thể có tinh thể muối đóng và cặn ở đáy chai. Cái này chính xác. Vậy tại đây chúng ta có hai phân biệt đúng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Xong. Xong rồi các em ạ. Đã xong. Thầy trò chúng ta vừa chiến đấu với nhau xong 64 câu luyện não sáng sớm. Xin chào tất cả bạn và các em. Chào mừng tất cả bạn và các em đến với lại luyện não sáng sớm cùng với thầy Minh Mialin. Và ngày hôm nay là ngày thứ 29 rồi. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi, chia sẻ lại buổi học này và tắt thầy Minh tất cả các bạn và các em. Những bạn nào mà học cùng thầy Minh liên tục 10 ngày, ít nhất là 10 ngày thì thầy Minh nghĩ rằng là tất cả các bạn và các em đã đạt được cái điểm mục đích, đúng mục đích của mình. Và thầy Minh còn nghĩ hơn nữa rằng là các em đã được hạn chế cái việc mà chúng ta bị sai ngu nha, bị sai đáng tiếc ở những cái câu mà dễ, lý thuyết dễ. Sáng nào thầy cũng like vào lúc 5 giờ 15 phút sáng các em nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào buổi live tối nay. Tối nay vào lúc 20 giờ 30 thầy Minh sẽ like và xử lý tiếp tục cuốn sách 2000 câu của thầy Minh và tặng quà cho tất cả các bạn và các em, tặng quà cho những fan cứng của thầy Minh Berlin, tặng quà cho những fan nhiệt tình của thầy Minh Berlin. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi thầy Minh và chiến đấu, quyết tâm chiến đấu để chiến thắng. Chúng ta sẽ chiến đấu để chiến thắng, chiến đấu sát cánh bên nhau đến những ngày cuối cùng. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại nha. Bye bye, chào tạm biệt.